Hãy nhấn nút thích video, nhấn đăng ký kênh và bình luận ở video này để bình luận của các bạn sẽ xuất hiện ở video sau nhé. Xin chào, là tôi, GNDTT của các bạn đây. Và tôi nghĩ đã đến lúc để làm một cái Q&A đặc biệt. Một cái Q&A với những thứ đặc biệt mà tôi đã được đón nhận trong năm 2020 này. Đây sẽ là một video trả lời nhanh chóng, gọn gàng mà không dài dòng để tránh làm mất thời gian của anh em. Bắt đầu nào! Đây là một trong những điều mà nhiều người đã hỏi và thắc mắc, khiến tôi không thể nào mà không trả lời được. Tôi cũng đã muốn lộ mặt và nó sẽ đem đến cho tôi những lợi ích nhất định. Nhiều hãng đặt quảng cáo hơn cũng như dễ dàng làm việc hơn. Nhưng khi lộ mặt, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi ở ngoài đời, cũng như nó sẽ làm thay đổi những nội dung mà tôi đang hướng tới trên YouTube, cũng như hình ảnh nhân vật mà tôi xây dựng ở trên YouTube. Nó sẽ giúp tôi được nhiều người biết tới. Đúng như vậy, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn. Hiện tại là như vậy, sau này thì tôi không biết nữa. Nhưng hiện tại tôi thấy như vậy là ổn. Điều này tôi đã muốn giải thích với các bạn nhưng trước đó chưa từng có cơ hội. Về roleplay thì thật ra tôi cũng roleplay ở những video trước, và từ những video 7554 các bạn đã thấy tôi chơi nhập tâm vào nhân vật rồi, chứ không phải bây giờ tôi mới roleplay. Nhưng thứ mà tôi thay đổi đó là cách làm video. Tôi không làm theo kiểu những pha hài hước và điểm nhấn cũng như chèn một đống hiệu ứng như hồi trước nữa. Tôi muốn làm theo cách này, muốn hướng các bạn tập trung vào những nội dung của trò chơi hơn. Kiểu như cả video tôi sẽ xoáy quanh một vấn đề như là săn một con khủng long hay một vụ sóng thần ập đến thành phố. Tôi muốn mọi người xem video của tôi để thấy trong game có những thứ hay ho đến thế, rồi các bạn sẽ thấy những tựa game ấy thú vị hơn. Tôi làm như vậy, đương nhiên là nó sẽ không thể có yếu tố gây hài hước xuyên suốt cả video như hồi trước, mà nó sẽ phải có những đoạn dẫn, những đoạn bình thường để làm nổi bật những đoạn cần nhấn lên. Các bạn sẽ nói nó nhạt nhẽo, đúng, nó không gây hài hước quá nhiều nữa, nhưng nó hướng đến nội dung. Đâu phải lúc nào tôi làm video cũng chỉ để gây hài đâu, tôi muốn cho các bạn thấy sự hay ho của tựa game nữa mà. Đây là nút bạc YouTube của tôi. Tôi cũng đã nhận khá lâu rồi và tôi chưa có dịp khoe. Nó cũng như bao nút bạc YouTube khác thôi mà tôi chưa có cái gì để treo nó lên ấy. Khi nào tôi sẽ treo nó lên đàng hoàng và tử tế hơn. Nhân tiện thì nhiều bạn cũng hỏi về cái cấu hình máy tính này của tôi. Thì như tôi đã nói nhiều lần với những anh em hay xem stream của tôi, cũng như anh em theo dõi tôi, cấu hình máy tính của tôi có giá là 2 triệu, bao gồm một cặp màn hình RTX 2060, một CPU i7-9700K, một cái bo mạch chủ Z390 Elite, RAM là 16GB, tản nhiệt, bộ nguồn 700W của Cooler Master, tai nghe của Dalil, màn hình hơi cong một tí của Kingline. Bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời những bình luận của các bạn ở trên YouTube của tôi nhé. Nhạc cuối video là gì vậy anh? Đây, chính bài hát đang được phát đây. Tên của nó là Don't Wanna Be của... Tôi không biết đọc cái tên riêng này là gì, có vẻ như là tên một người Hàn Quốc thì phải. Kawon, Kawon. Đấy, nó đại khái là của cái anh chàng Kawon này. Thật ra anh em không thể thấy nó trên YouTube, nhưng mà có một cách là bấm vào YouTube Studio, sau đó bấm vào mục thư viện âm thanh và tìm tên bài hát là nó sẽ ra thôi. Comment của bạn Hoàng Thắng Bùi Trần. Thứ nhất, cách xây dựng tình tiết trong video thành một câu chuyện phải nói là cực hay. Thứ hai, những tình huống tạo cái hài hước rất thông minh. Thứ ba, giọng rất ok, xem video là giọng chiếm hết 50% thiện cảm rồi. Chúc ngày càng phát triển hơn nha, mặt cười. Tui 2K2 không biết ông bao nhiêu nên kêu bằng ông với tui nha, mặt cười. Thứ nhất là Hoàng Thắng Bùi Trần ạ, tuổi tác không thành vấn đề đâu. Tôi thì thật ra là sinh năm 2000, nhưng mà tuổi tác không thành vấn đề, xưng ông tôi là tuyệt vời nhất rồi. Thứ hai là xin cảm ơn Hoàng Thắng Bùi Trần. Cuối cùng thì cũng có người hiểu được cách tôi xây dựng một video là như vậy. Và đó cũng là những thứ mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn. Không phải là tình tiết gây hài liên tục, cả video liên tục là những tình tiết gây hài, mà nó sẽ phải có những cái cốt truyện. Ý tôi là như vậy. Mặc dù đúng là nó nhạt đi thật, nhưng mà... Ừ, nó nhạt đi thật. Comment của bạn Tuấn Senpai, cho lên TV đi. Ok Tuấn Senpai ơi. Và nếu các bạn cũng muốn comment của các bạn xuất hiện ở video sau, hãy nhấn nút thích video, đăng ký kênh và bình luận những gì bạn thích xuống dưới nhá. Tôi khá chắc chắn là các bạn sẽ bất ngờ khi thấy bình luận của các bạn xuất hiện trên video đấy. Vậy còn chờ gì nữa, hãy đăng ký kênh đi và bình luận xuống phía dưới xem các bạn nghĩ gì nào. Trên đây là tất cả những gì mà Q&A số lần này tôi muốn trả lời cho các bạn. Và hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở Q&A số tiếp theo. Sau cái Q&A này, chúng ta sẽ lại quay trở lại với những video game thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video game tiếp theo. Và đố các bạn đoán được video game tiếp theo sẽ là về game gì đấy. Đoán đúng có thưởng nhá. Tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.
wanna be.